Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, xin phép qua anh em cho tôi một phút quảng cáo anh em nhé. Ngày hôm nay khô bò miếng đã quay trở lại anh em nhé. Đây là một trong những cái món ăn khoái khẩu của các anh em thích ăn vặt, ăn vào buổi đêm, trong đó có tôi. Nếu các anh em mua từ cái lần trước tôi bán thì chắc anh em cũng đã đều biết cái chất lượng sản phẩm nó như nào rồi. Bán giảm giá một cái là cháy hàng luôn. Trong 2 ngày là bán hết 200 đơn luôn, đấy là hết khuyến mại. Và có rất nhiều anh em mua chậm không được hưởng cái ưu đãi khuyến mại đặc biệt đấy, và rất nhiều anh em tiếc về cái điều đấy. Nhưng anh em không có việc gì phải tiếc cả anh em nhá. Bởi vì hôm nay thịt bò miếng đã quay trở lại rồi. Thịt bò khô miếng ở thời điểm hiện tại thậm chí nó còn giảm sâu hơn cái đợt trước anh em mua, do là có ưu đãi đặc biệt đến từ ngày 11 tháng 11. Siêu khuyến mại luôn đấy anh em ạ. Cái đợt trước anh em mua khuyến mại ấy, anh em cũng chỉ được giảm tới 136k cho nửa cân bò miếng đúng không? Đấy thì cái đợt này nhãn hàng chơi lớn anh em nhé, giảm xuống còn 122k cho nửa cân bò miếng luôn. Đấy, có mã giảm giá đến từ Affiliate ở trên kênh Game Today anh em nhé. Anh em chỉ cần ấn vào link ở trên giỏ hàng là anh em có thể được mua với cái giá là 122k cho nửa cân bò miếng. Giá gốc chưa khuyến mại của nó là 220k anh em nhé. Có nghĩa là anh em được giảm tới gần 50%, đúng không? Giảm 100k mà so với cái giá gốc. Đấy, cực kỳ là ưu đãi luôn. Và cái ưu đãi này nó không kéo dài mãi mãi anh em nhé. Giảm đến 0 giờ ngày 12 tháng 11 thôi anh em nhé. Tức là anh em chỉ còn 5 tiếng để mua. Đấy, còn sau 5 tiếng đấy thì anh em vẫn sẽ được giảm. Anh em sẽ không phải mua với cái mức giá là 220k đâu, nhưng mà anh em sẽ không có được cái giá là 122k nữa nhá. Tôi đảm bảo với anh em cái điều đấy luôn. Nên là anh em thích ăn vặt mà anh em ăn rồi ấy, anh em mua rồi anh em thấy ngon thì anh em mua đi, nhanh lên nhá, số lượng có hạn. Và để cho các anh em mà thuận tiện trong cái việc mua bán, anh em chưa biết cách mua thì tôi sẽ có một cái hướng dẫn như này anh em nhá. Đầu tiên là anh em vào app YouTube, sau đó anh em search kênh Game Today cho tôi nhá. Search kênh Game Today. Đấy, và anh em vào kênh Game Today. Anh em kiếm cái video mới nhất anh em nhá. Hoặc là trong vòng một tuần đấy thì nó sẽ vẫn còn khuyến mại. Anh em vào cái video. Anh em tìm một cái video, sau đó anh em vào. Ok. Rồi, sau khi quảng cáo bật lên thì anh em kích tắt cái quảng cáo đi. Cái giỏ hàng nó sẽ nằm ở phía dưới, góc dưới ở bên trái anh em nhá. Ở đây là giá là 142k. Không sao cả, anh em ấn vào. Ấn vào trong Shopee. Đấy. Qua link Affiliate ở trên kênh thì anh em chỉ còn có là 122k thôi anh em nhá. Đó. Thịt bò nghiên miếng, anh em có thể thấy là review ở dưới, anh em đọc qua. Có anh em ăn rồi thì anh em biết rồi, không cần phải giới thiệu nhiều anh em nhá. Anh em đều biết nó rất là ngon. Và tôi cũng đã mua đợt trước nhưng đợt này tôi mua thêm nha anh em nhá. Đợt này khuyến mại sâu tôi lại mua. Đấy. Anh em ấn vào đây. Rồi anh em mua. Đấy. Ở đây nhá, là trong cái trường hợp ý mà vào đây anh em thấy là 142k đúng không? Là bởi vì là nó chưa áp cái mã giảm giá vào. Đấy, anh em ấn vào đây. Rồi anh em áp cái mã giảm giá này, anh em sẽ được giảm thêm 20k. Đấy, và bây giờ anh em chỉ còn có 122k thôi. Đấy, xong rồi nhá anh em nhá. Ấn đặt hàng là xong. Rồi đợi bò miếng về ăn thôi nhá. Chúc anh em ngon miệng. Ok. Vậy là xong. Hy vọng là anh em sẽ có thể mua được cái món hàng ưng ý. Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu ngày hôm nay anh em nhé. Ok, hôm nay thì có lẽ là tôi sẽ chơi mết ở trong cái trận đấu này. Do là có con rồng 5 đô. Thường là nếu mà có con rồng 5 đô ấy thì tôi sẽ nghĩ đến cái bộ 5 rồng 9 mét anh em ạ. Còn nếu mà có rớt thì nó sẽ là 5 rồng 9 mét. Có cả rồng 5 đô và cả rớt ấy thì nó sẽ là 5 rồng 9 mét. Đấy. Và 4 gót. Còn nếu mà nó chỉ có con rớt không ấy và nó không có con rồng 5 đô thì nó sẽ không phải cái bộ rồng mà nó sẽ là bộ gót kết hợp với mết. Đấy. Còn nếu mà nó không có cả hai con thì tốt nhất là không chơi anh em nhá. Rồi còn hôm nay thì chắc là chơi mết. Thường ấy là tôi sẽ chọn mết nếu mà nó có cái con rồng 5 đô. Bởi vì làm sao? Đam mê mà anh em. Anh em biết thừa rồi. Tôi là một cái người rất đam mê với cái bộ mết. Rất là thích chơi bắn chưởng.
kiểu gì cũng chơi bắn trưởng, kể cả meta là meta đánh tay thì tôi vẫn chơi bắn trưởng. Đấy, leo rank cũng toàn dùng những cái bộ bắn trưởng chơi thôi. Nó gọi là vừa thông thạo và vừa đam mê luôn. Chứ còn những cái bộ đánh tay thì thực sự là những cái meta về đánh tay ấy, thì tôi không khoái lắm. Và tôi cũng không thích chơi lắm. Đó. Đợt này thì có meta beat, nhưng mà thực sự là tôi cũng không thích chơi beat luôn anh em ạ. Cái bộ đấy nếu mà để biểu diễn ở trên kênh làm content kiểu siêu đẻ ấy, thì lâu lâu làm phát thôi. Chứ còn nếu mà nó thành meta rồi ấy, thì nó ngán rồi. Ai ai cũng chơi rồi thì thực sự là nó ngán quá rồi thì tôi cũng không chơi. Đấy. Nhiều khi chỉ để giới thiệu cho anh em meta mới thì làm một cái clip duy nhất thôi. Sau đó là thôi bỏ luôn. Bởi vì vào trong game nhiều người chơi beat lắm anh em ạ. Nhà nhà chơi beat, nhiều người chơi beat. Anh em vào trong game bây giờ thì cứ khoảng 2-3 thằng là chơi rồi. Chơi beat rồi thêm mình nữa thì là thành 4 à. Thôi nghỉ đi. Đây này, thằng này cũng là siêu đẻ này. Anh em cứ nhìn thấy cái con Whisper siêu đồ game với mấy cái con beat là anh em biết. Rồi cuối cùng là cũng chuyển sang là thành là beat siêu đẻ thôi anh em ạ. Bây giờ cái bộ beat nó đang hơi mạnh hơn so với những cái bộ khác. Mạnh hơn bình thường. Đó. Rất nhiều người chọn cái bộ đấy. Vì thực sự là để mà nói là chơi beat ấy, nó quá là khỏe luôn. Từ đầu game đến cuối game luôn. Bây giờ ngộ không giảm xuống 4 tiền mà con ngộ không nó cực kỳ dễ ra. Đấy. 6 beat bây giờ cực kỳ dễ ra. Mà toàn những con rẻ tiền thôi. Con gấu lên 3 sao nó cũng dễ cơ. Nó chỉ mất có 4 con gấu thôi. Nó rất là rẻ tiền luôn. Đấy, trong khi đấy là gì? Là cái bộ beat ấy, nó cũng form dễ. Toàn con 4 tiền thôi. Form cực kỳ dễ để form bài beat đây này. Ui mẹ ơi. Lát người luôn. Lát người rồi đấy. Thế là lát người đây anh em ạ. Dã man. Ui mẹ ơi, từ 100 máu nó đẩy một phát 15 máu luôn. Gặp ngay thằng beat tương lai đấy. Whisper Seer sắp lên 3 sao rồi. Dã man thật sự anh em ạ. Bảo sao mà làm sao mà người ta lại từ chối. Không ai từ chối hết. Quá mạnh. Mà cái bộ beat đấy nhá, bây giờ ấy, nó all in vào cái đồ tím ấy. Chủ yếu là all in đồ tím mà toàn sách với cả RO rồi thì long bào nữa. Tức là nó chỉ cần 3 cái đồ tím ấy thôi ấy. Sau đó là nó lấy một cái cầu vực thẳm nữa là xong. Gần như là cân hết tất cả các thể loại. Cực kỳ khỏe. Đấy mà những cái bộ khác counter vào nó thì bây giờ không counter được. Cái vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Exit coi như là bây giờ là không ai chơi nữa rồi. Rồi một trong những cái bộ mà đóng hòm hiện tại đấy chính là cái bộ gì nhỉ? Gladiator. Trời ơi, cái bộ Gladiator counter cứng vào cái bộ beat thì thôi sao. Cũng toang. Toang luôn Gladiator. Hai mèo này. Búa xét à. Trận này nói thật với anh em ấy là có lẽ là chúng ta nên tiết kiệm sách anh em ạ. Còn tôi nghĩ là sách của chúng ta nó sẽ không có dùng sản láng ở đâu. Sẽ không có chuỗi được đâu. Chơi human tôi nghĩ là chỉ chơi 3 con. Tích sách dần thôi. Tiết kiệm được 11 quyển để có thể lên được level 11 là ok lắm rồi. Nhá. Chứ còn mà bây giờ mà bảo là tham ấy mà định có ý định lên 12 là có khi vớ vẩn top 8 luôn. Tôi nói thật. Bây giờ tốt nhất là tiết kiệm tiền đi. Không là bây giờ chúng ta gặp một cái nhà beat kia cả đang xanh rồi à. Không có chuỗi ở đâu. Chắc chắn là không có chuỗi được. Thôi mạnh nhất có thể thôi. Mạnh nhất có thể thôi anh em ạ. Bỏ con này đi. Đây. Tạm thời như này. Mạnh nhất có thể thôi. Đấy, thế là chúng ta còn không có sách để mà chơi luôn ấy. Không có chuỗi và thọt tiền nhá anh em nhá. Đấy, khởi đầu nó không được ok đâu. Mua hai con này. Tạm thời có hai con mèo là tôi sẽ mua cái cặp này vào để chơi. Giờ chỉ có tận dụng si vét để giữ máu thôi anh em ạ.
đội hình có mỗi con Soundbreaker là 2 sao thôi mà, toàn 1 sao, yếu lắm. Đấy, có Sivet vào thì chúng ta đỡ một chút. Đủ bộ đó hả? 5 rồng rồi này, đủ 5 rồng kết hợp với cả 3 mét thôi. Nhưng mà ra già, nếu mà bây giờ mà chúng ta đánh ở level 9 là cũng đủ 6 mét rồi. Thôi bỏ cái này đi. Nhưng mà bây giờ cho vào nó có yếu hơn không nhỉ? Để Sivet có khi vẫn mạnh hơn. Cho rồng mà bây giờ thì chỉ có một xòe quạt của Thunder à? Một xòe quạt của Thunder già, già nữa, già đẩy được một phát. Sợ không đủ đam anh em ạ. Tầm này con mèo nhảy với cả hai con Thunder xòe quạt, là ba con Thunder xòe quạt ấy, với cả ba con mèo nó nhảy ấy, thì tôi thấy là cái lượng đam nó gây ra nó vẫn rất là ok. Để này đi. Đấy, cái lượng đam của nó rất lớn. Ui, trận này có Hunter ấy hả? Dồn đam rất là nhanh. Con Thunder, ba con Thunder nó xòe quạt nó phát là 3k đam thôi kìa. Tầm này 3k đam là khá là nhiều đấy. Ở giai đoạn giữa game, đầu game ấy, chưa phải giữa game đâu. Sau round 15 nó mới là giữa game cơ. Đấy, giai đoạn này, giai đoạn đầu game thì như này là rất là ok. Tôi nghĩ tôi sẽ vẫn giữ cái đội hình này một chút. Khi nào mà lên được 8 ấy, lên được 8 thì mới chuyển. Nốt round này thôi, round sau lên được 8 rồi. Đấy, xòe quạt cực mạnh luôn anh em ạ. Thậm chí con già nó còn chưa kịp tung trưởng. Ok, round sau lên được 8 rồi. Bán nhá. Tiết kiệm tiền luôn anh em ạ. Với cả round này cũng lấy một quyển sách luôn. Đấy, như này là sẽ có sách. Chúng ta sẽ có 3 human vào rồi. Ok. À úi rồi, dương quá à. Tuấn Cơm còn bán áo không vậy? Vẫn còn, vẫn còn bán áo đây anh em ạ. Áo thì được khuyến mại đến hết ngày 13. Ngày 13 nha anh em nhá. Anh em vào những cái video trước anh em mua. Hết ngày 13 thì giá nó sẽ trở về giá cũ. Bây giờ đang bán áo sơ mi là với giá là 95k. Áo sơ mi lam anh em nhá. Có cả cộc tay lẫn dài tay luôn. Có một vài anh em có nói là không thể áo cộc tay ấy. Thì có anh em nhá, anh em vào anh em xem kỹ vào. Và có các cái mẫu áo ấy, lúc anh em chọn ấy, có áo cộc tay. Nếu anh em chọn sai, anh em chọn mẫu áo cộc tay dài tay và anh em chọn màu thì nó sẽ có ở cái phần đấy. Ok, thôi tôi đổi đồ tím luôn. Bởi vì là chúng ta có 5 rồng rồi, không cần đồ tăng mana nữa. Đổi đồ tím luôn. Ui giời ơi, chán thế. Ui giời ơi, vẫn không ra cái gì luôn. Một cái bình minh. Khiếp, đã, ông kia đã gáy sớm thế rồi. Liệu rằng có quá sớm không? Trời bít xanh gáy sớm thật đấy. Thực ra người ta cũng có một cái sự tự tin nhất định, nhưng mà bây giờ cái bộ bít nó đang quá mạnh anh em ạ. Bộ bít giờ nó đang khá là mạnh nên là cái người mà bít xanh đầu game thì nó yên tâm lắm, chơi nó dễ. Trận này có mấy thằng chơi bít cơ. Không
khó nhỉ. Toàn 1 sao anh em ạ. Con duy nhất 2 sao là cái con mà không dùng được. Cái con rồng kia thì nó là con phế lòi luôn. Cho đứng ở trên làm tăng cơ thôi, nhưng mà tôi nghĩ là con này không ăn thua. Và nhất là cái round vừa rồi tôi đổi ra cái búa bình minh, một trong cái món đồ cực phế luôn. Trên mét này dùng cái búa bình minh là cực phế. Và tôi đã đang đấm nó còn không ra là cái món đồ gì ngon anh em ạ. Thế cay thật. Mặc dù là tôi đang có chuối, nhưng mà cái chuối này chỉ có cúng như thằng Minh Đức kia thôi. Bây giờ chỉ là làm nào để mất ít máu nhất có thể thôi anh em ạ. Gặp luôn này, vãi đái. Được không, được không, được không? Khó. Khó à? Con cây nó được bắp đúng cái giáp ạ. Hên đến như thế là cùng. Con cây được bắp cái giáp hồi máu anh em ạ. Chịu. Đồ thì thế giới rồi. Cắt được chuỗi luôn ạ. Đã xanh rồi còn được cắt chuỗi. Ôi ôi con Thunder bây giờ mới ra. Điên rồ thật sự luôn anh em ơi. Ê mới cày. Giờ mới ra nhưng mà không có đồ thì cũng không ăn thua. Một xe quạt cũng không thể ăn được đâu. Khó. Cái pha vừa lấy là cái con Whispersier của đối thủ ấy. Nó được bắp cái giáp, nên là nó có thể là quả đấy nó hồi máu lên thì nó gọi thêm đệ nó mới ăn được. Nhưng còn nếu mà con đấy mà nó không được bắp giáp ấy, khả năng là tôi vẫn có thể ăn được cái đao vừa rồi đấy. Làm bít thế. Đấy, vẫn thua. Được không? Được, 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 được. Ui rồi ôi. Thôi tiết kiệm từng cuốn sách một. Chắc chiêu anh em ạ. Ra cái đồ cái kiểu gì đây không biết. Khó ơi, nhà bít xanh quá nhở. 100% máu đến tao 21 luôn ý hả. Bây giờ cái tầm này thằng nào cắt được. Whispersier 3 sao rồi. Mà nó xanh nó đi đẩy ấy chứ. Nó đi đẩy nhanh ấy chứ. Warrior này. Khả năng thằng này tương lai sẽ cắt được. Warrior không. Warrior bây giờ cũng không ăn được đâu. Warrior thì còn phải gặp tôi nữa cơ. Dash Spirit. Đấy, Warrior gặp tôi, gặp con Dart này thả cho bãi thì cũng xác định. Warrior sợ không sống thọ nổi để mà đấm được cái thằng Beat mất. Đấy, anh em thấy kìa, Beat kìa. Chuối xanh không? Chuối ra 21 luôn. Tôi đang cứ chắt chiu từng quyển một. Hy vọng là sẽ có một ngày lên được 11. Lốt round này là sẽ là có 9 quyển. Và chúng ta cần phải cố gắng chiến thắng thêm 2 round nữa. Khả năng là đến round quái 25 là có thể là thêm được một cuốn sách. Vậy là chúng ta cố gắng là thêm một round chiến thắng nữa rồi. Một round chiến thắng nữa đến 25 là có thể lên được 11 rồi. Ok. Ánh mắt AZ đi. Trận này đồ hơi chán. Từ từ nhá. Không. Vẫn phải giữ lại cái bùa anh em ạ. Không lấy cái bùa vứt đi đâu. Cái bùa này tí nữa còn để xem là đối thủ có thằng nào chuyển sang trộm chó không.
6m cái đã. Thế là hết tiền đấy. Hai round chiến thắng rồi, cố lên nào. Thunder mặc dù đồ hơi lởm tí nhưng mà thôi cũng được. Lên được level 9 là ngon rồi. Lăm rồng 6m. Ui trận này cũng có lăm rồng 6m này. Cũng càng đấy. Ơ càng phết nhờ. Lên 11 là chúng ta chưa 9m được. 5 dòng 9m. Một round thắng nữa thôi. Cố lên nào. Round này thắng ấy mà đến round 25 là chắc chắn là lên được 11 rồi. Vấn đề là thời gian thôi. Khi nào chúng ta lên được 10. Bởi vì bây giờ hết tiền rồi. Trận này là hơi bị thọt tiền. Có bao nhiêu tiền là phải đẩy cấp đúng cái level của nó ấy. Nên chỉ tiết kiệm được đúng bằng cái số tiền này thôi. Gần như là trận này là không có cái số tiền dư ra. Lợi tức ở từng round một là rất ít. Do chúng ta phải xả tiền. Đấy. Ui thằng này lên được cái con gấu đù. À con gấu tổ lên được 2 sao này. Metallic Beat à. Rồi ui round này có sách rồi này. Hay quá. Quá tuyệt vời. Ổn đấy. Lên được 11 sẽ là 5 rồng kết hợp với 9m đấy anh em. Nhưng mà vẫn phải có một cái điều kiện nữa. Đấy là ra là cái con rồng 5 đô thì mới chơi được như thế. Ra không ra được 5 rồng, rồng 5 đô thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ chơi 6m thôi anh em nhé. Chơi 6m thôi. Kết hợp thêm con Dash Sprint vào. Kiếm một vài con khác vào 5 đô vào chơi cũng được. Tăng cường khống chế các thứ vào. Cái gì đấy? Chơi gì nhỉ? Gót du say kết hợp với 6 đá à? À. Ý tưởng lớn gặp nhau à? Trận này thực ra là tôi cũng late game cũng định chuyển sang 6 đá đấy. Do là có con Dash Sprint. Trong đội hình có Dash Sprint, có Light Sprint nên là chúng ta có thể chuyển sang 6 đá late game. 6 đá late game, 6 đá cũng counter vào beat được đấy nha anh em nhá. Mà để mà trụ được đến late game thì còn phải xem. Trận này là đánh là cũng giữ máu là ok đấy. Mặc dù đội hình đầu game cũng khá là vớ vẩn. Mà bây giờ là thế này là ok rồi. Lên được level 11 rồi. Vấn đề là bây giờ là trụ đến lúc đấy thôi. Rồi. Đây này, gót người nước. Gót người nước nhưng mà đi rồi. Gót người nước kết hợp với cả đá đấy. Bộ này có vẻ đang hot. Thấy trên diễn đàn có nhiều người up lên khoe. Nhưng mà đấy là anh em chơi là với người không biết chơi đâu. Còn với người biết chơi ấy. Đấy, anh em nhìn thấy cái quả vừa rồi. Gót người nước ấy, nó sẽ mạnh khi mà anh em ra là con người nước sớm anh em giữ máu. Còn nếu mà anh em cố anh em chơi ấy thì không được đâu. Đấy, khuyên chân thành các anh em như thế. Cái bộ đấy nó cái lúc mà anh em phải vật vã, anh em roll xong rồi anh em form đội hình ấy, thì lúc đấy có thể là anh em sẽ bay màu. Trong khi một vài cái đội hình chuẩn ở meta ấy, anh em đánh anh em chỉ cần là up đúng cấp, đúng level, form đúng đội hình là anh em ok. Còn cái bộ kia nhiều khi là phải roll 3 sao ấy, ý tôi nói là như thế. Đấy, còn những cái đội hình như là tôi đang chơi này nó chỉ cần 2 sao thôi. Về cơ bản là cái bộ như tôi đang chơi ở đây là cái bộ bắn trưởng mà meta nào cũng chơi được. Gần như là bất chấp meta luôn. Một mình tôi giữ được máu này anh em này. Thằng Minh Đức có đẩy hết mà. Gặp thằng Minh Đức là bị đẩy. Nhà nào cũng thế thôi. Đấy mà riêng tôi là giữ được máu. Bọn kia nó cứ gặp qua nhà Minh Đức đấy là bị đẩy chết.
tôi ra con Dragon Claw từ đời nào rồi, bây giờ nó vẫn không lên được 2 sao, anh em thấy cay không? Cay thật sự. Không nhá, cái giáp thép này không vứt đi nhá. Tại làm sao lại không vứt giáp thép đi? Lúc này chúng ta đang gặp beat anh em ạ. Phải giữ lại giáp thép này mới trụ được, mà xòe quạt được. Nhiều khi nhá là vào phát chưa kịp xòe quạt ơi là bay màu. Cao sau là có thể up cấp lên level 11 rồi đấy. Cái đội hình này anh em thấy là chỉ cần có một con Thunder nó full đồ nó giữ máu được. Chỉ cần một con Core thôi mà, già hoặc là Thunder lên được 2 sao là ok rồi. Chứ còn không cần phải là full 2 sao. Cái vấn đề đó là đồ thôi. Đồ ngon. Đồ ngon cái là ok. Với cả một cái nữa là sẽ phải tham minh chuẩn. Tham minh chuẩn sẽ là cái lúc nào thì up cấp. Thằng này vớ vẩn nó lại đi luôn này. Gấu 3 cũng đi thôi. Trên Metalist kết hợp với cái beat. Đấy, còn cái thằng Minh Đức kia đi đến nhà nào nhà đấy chết. Đẩy nhanh lắm anh em ạ. Đấy, còn ba nhà rao 26. Thằng kia vẫn chưa chết. Rao 26. Rồi, up cấp lên. Rồi, roll luôn. Đổi thêm cái món đồ tím nữa đi. Bây giờ chỉ có đổi đồ tím thôi anh em ạ. Thọt đồ rồi là không có hướng tới đồ cam ở đâu. Đổi đồ tím thôi. Đây rồi. Lấy cái xích đã. Xích chó anh em ạ. Phải xích chó. Riêng mà đánh với beat là phải counter beat bằng xích ấy anh em. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Lần này mà không cắt được chuôi thì thôi gì đó. Ok. Hay quá. Quá tuyệt vời. Có lên được 12 không nhỉ? Trận này mà bảo lên 12 thì cũng hơi khó ấy. Nếu mà mỗi cái đao quái mà tôi lấy kiếm được một quyển lấy được 3 quyển sách ấy thì có lẽ là cũng sẽ lên được 12. Đánh kiểu chắc chiêu thế cũng lên được 12 đấy. Nhưng mà như thế thì nó sẽ làm khó, tự làm khó. À cái gì kìa? À tức là vừa lấy là Minh Đức là có xin top 1 đúng không? Bây giờ không xin được. Ok. Ui thằng này cũng mạnh rồi anh em ạ. Ra live split rồi. Cắt chuỗi luôn mà. Càng đấy. Tôi cũng giảng like ở này. Thôi. Tôi nghĩ lại rồi. Có lẽ là chúng ta không chơi 12 đâu. Đủ rồi anh em ạ. Không thang. Chỉ đủ thôi. Ok nha. Ok, beat này cũng có sách ấy. Nhưng mà thằng này ấy, nó đứng tung vào nó bị xích chết anh em ạ. À, Lancer à, dồn đồ cho Lancer à. Dồn đồ cho Lancer. Thằng này nó cũng cho con Lancer đứng một mình một chỗ ấy để lé cái xích. Nhưng mà nói chung ấy là không ăn thua. Lancer bây giờ Lancer 3 tiền anh em ạ. Yếu lắm. Không như ngày trước. Ngày trước là Lancer 5 tiền nó khác. Bây giờ Lancer 3 tiền vớ vẩn là còn bị mết nó thổi bay màu cơ.
đấm beat như con luôn. Beat với chúng tôi 6 beat kết hợp với cả Lancer, 6 beat kết hợp với Lancer, kết hợp với cả 2 Havoc đúng không? Cũng đánh cũng chuẩn bài đấy, cũng đánh chuẩn bài đấy. Mỗi tội là vào phát bị xích, thế là cái bọn Havoc ấy nó không đẩy được anh em ạ. Cách counter là như thế. Bởi vì là cái bọn beat Havoc này nó hay ở cái chỗ là khi mà con Havoc ấy nó lướt qua đội hình ấy, nó sẽ đứng im đội hình đúng không? Đấy, nó đứng im đội hình thì trong khoảng 2 giây đứng im đấy là cái bọn beat nó vả nó chết hết cái hàng trên. Đấy, Thunder, Thunder các thứ là chết hết. Nhưng mà khi chúng ta có cái xích thì khác. Xích vào phát là hết lướt. Chỉ cần nó không thọc được vào đội hình ấy, hai con Havoc nó không lướt được ấy, thì là chúng ta ăn. Đấy, đơn giản thế thôi. Bây giờ lại ngán là ngán cái thằng mết kia kìa. Thằng mết kia nó cũng đang đủ bộ à. Khá là mạnh. Có điều là máu tôi còn nhiều nên là tôi cũng đang không ngán lắm. Thằng nào sang thì cũng cân hết thôi. Tí nữa khi mà tiêu diệt xong thằng mết có thể chúng ta chuyển sang 6 đá chơi cũng được anh em ạ. Thằng mết đó là 9 mết kẹp với cả rồng, 9 mết kẹp với cả 3 rồng. Nó không phải 5 rồng, nó chỉ là 3 rồng thôi. Ui nhưng mà nó cũng gây một cái lượng đam rất lớn đấy anh em ạ. Tôi lại thua à? Vào phát là xích chết luôn. Doom mà phải có Doom này chơi với nhà mết. Đát 2. Nếu mà như này chơi 3 mét thôi. Này tôi nghĩ chơi 3 mét. Chơi 3 mét đôi khi mạnh hơn đấy. 6 mét thì nó chỉ được hưởng cái hiệu ứng của con Thunder là nhiều. Già không đáng kể lắm. Nhưng mà để cái này mạnh hơn. Để này chúng ta có sát thương chuẩn đến từ Dash Split, có khả năng hồi máu nữa. Được không? Ui, gấu kìa, có gấu là ô sách anh em ạ. Gấu là ô sách. Anh em biết tại sao nó lại là 3 mét không? Tôi xin giải thích cho anh em là vì là cái con gấu nó gọi đệ già ấy, thì cái con gấu đấy nó không được, không bị giảm cái kháng phép anh em ạ. Nhá. Đấy là lý do tại làm sao tôi để như này thì tôi kẹp được thêm một con Doom nữa này. Tí nữa vào Doom con gấu là hết gọi đệ. Đấy. Chỉ cần 3 mét là đủ. 6 mét mà gấu không bị giảm kháng phép thì nó cũng thế đâu mà. Nó cũng không khác gì 3 mét đâu. Mà để cái này thì nó có hiệu ứng của Dash Breed. Nó có hiệu ứng Doom. Rồi nó có hiệu ứng của con Bad Omen. Gọi đệ ra. Mà chủ yếu nó là sát thương chuẩn anh em ạ. Sát thương chuẩn này là để chơi với cả những cái nhà beat ý, mà nó có cái cầu vực thẳng ấy. Thì chơi sát thương chuẩn thì nó sẽ không bị giảm. Ui giời ơi, gấu bị Doom. Không gọi được gấu ra. Vớ vẩn là top 3 chứ. Lại xin top 1 à. Ui ơi, vẫn chưa chết anh em ạ. À mày nhá. Mày nhá. Thế là top 2 à. Rồi bây giờ solo. Đập beat như con luôn đúng không anh em. Ok. Ok kìa. Ok bạn ơi, xin top 1 mà lại chịu thua, lại lấy top 2 là thế nào? Ôi giời, chán thế. Chả có tôn trọng đối thủ gì cả, thật thể. Đang hay đúng không anh em? Lại đi chịu thua đầu hàng và rõ ràng vừa lấy nói chắc như đinh đóng cột là top 1 cơ mà. Trời ạ. Chán quá đi mất thôi. Tụt hết cả hứng thú chơi game anh em ạ. Thôi rồi. Dù sao chúng ta cũng đập beat cho như con luôn đúng không anh em? Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái
đội hình 20 giây đếm ngược anh em nhá. Hồi hộp từng rao luôn. Hóa ngu cái là bay bầu. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Quá bất ngờ trước sức mạnh mới của bộ 9 Warrior anh em nhá. Warden không còn đần như ngày trước nữa rồi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!